Hello và xin chào tất cả. Mẹ đến với channel của A Nhỉ. Mình không phải là chủ kênh. À con này đây. Sumo. Thì mình đang ở chỗ gọi là Smart City các bạn ạ. Smart đây là khu City. Nhật Bản các bạn thấy thấy. Khu đây là khu công viên Nhật. Khu công viên Nhật các bạn có thể thấy toàn là sumo. Sumo. Thách đấu. Bên kia đang thách đấu trên này mà nhìn chả khác gì cái nịt. Ok bây giờ mình sẽ sang chụp cho các bạn. Mình kiểu như này. Ok. Kia chính là con rồng các bạn. Kia. Đây chính là con rồng. Các bạn nhìn nhá. Ở đây nè. Đây. Đó. Các bạn đi ra kia tôm sóng to kích cỡ thấy mấy con kia. Các bạn thấy con rồng không đấy? Đó, con rồng ấy. Nó phát sáng vào buổi đêm nhá. Ngoài kia là sẽ có thác nước. Ngoài kia bên ngoài núi thì sẽ có thác nước kìa, cái mình không biết đó. Đây. Đấy thác nước. Hiện tại mình đang ở trong buổi tối rồi. Các bạn có biết rồi trời tối rồi. Mặt trăng. Mặt trăng ấy. Ok, mặt trăng, đấy là mặt trăng các bạn ạ. Đấy mặt trăng. Các bạn có nhìn thấy quả cầu ở đằng kia không? Đó, cái quả cầu ở đằng kia kìa. Đây để mình. Ủa ơi. Tốc phóng to đấy, quả cầu tốc. Đấy mình đi ra chỗ này. Đấy quả cầu ơi. Chuẩn bị tháng 6 này thằng Vin Dream City nó ra ấy. Đấy, để mình ra ta. Đây đây. Đấy quả cầu siêu đẹp luôn. Đấy, quả cầu siêu đẹp luôn thấy không? Đây là khu Smart City nhá. Ok, nếu có dịp nào rảnh thì các bạn nếu vào đây tham quan rất là đẹp luôn. Cái này rộng là dự án mới xây. Đã gần xây xong. Kia là Vimcom, các bạn thấy chữ Vimcom. Đấy, Vimcom. Vimcom Megamall. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Ui, chúng ta sẽ đi ra ngoài và còn hay hơn nữa. Đây là các bạn có nhìn thấy hồ không? Đây là chữ là hồ. Mình bật. Hồ rất là nhiều cá nha. Đẹp. Ok. Ok, mình bật đèn sáng lên rồi. Quá sáng rồi. Ok, mình đang bật đèn sáng lên cho các bạn nhìn rõ. Đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy quả cầu to lắm. Trên kia mình đang bật đèn sáng lên, các bạn có thể nhìn thấy mặt trăng tít trên kia vừa nãy. Mà không đèn sáng cho nên nó tối om. Mình nhìn bình thường thì nó tối nhưng mà mình nhìn chỗ này nó sáng cực kỳ luôn. Bây giờ là chỗ gọi là chỗ. Các bạn sẽ cảnh một thác nước đang chảy xuống. Đây là chú mini game vừa tổ chức vào buổi chiều xong. Và bây giờ khách rồi. Hey, ông sumo nhìn mặt cười bẩn nhờ các bạn. Ui, bẩn thật sự nhìn như ở phim ảnh nhỉ. Go. Bây giờ mình sẽ gọi là đây là chỗ bán thức ăn này. Này các bạn ơi, các bạn nhìn thấy ông này hay không? Hình như giống như là bao nhiêu ngày rồi không tắm ý. Mình thấy bẩn kiểu gì. Đây các bạn. Nó bẩn. Bây giờ là bắt đầu là tôm cú sẽ chui qua đây nhá. Ui rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ đi nhá. Bây giờ mình sẽ đi ngoài nhá. Ok thì mình đang đi ra ngoài. Các bạn có thể ở đấy ở bên ngoài là đó. Đây bên ngoài rất là đẹp luôn. Đây các bạn có nhìn thấy ở chân cầu không? Chân cầu. Đây mình sẽ cho các bạn xem ở dưới sông. Ui. Ôi, thắng nước này. Thắng nước. Wow. Quá đẹp luôn, hai thắng nước ạ. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Suối. Hôm nay có vẻ chưa? Suối sáng. Các bạn có thể thấy đây mình ra chỗ còn một cái đèn. Đẹp chưa? Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nhá. Ok. Mình đang ở kia là một cái tháp. Giống như là cái gì đó mình không biết.
mà gọi là mình chưa bao giờ đi. Như thế bây giờ là mình sẽ đi về nhá, các bạn xem. Đây, đây, đây. Các bạn có nhìn thấy chân cột quả cầu lúc nãy không? Đấy, chân cột quả cầu lúc nãy, bây giờ mình sẽ đi vòng vòng. Các bạn xem lại nhá. À, hình con, vẫn là hình chữ hình con. Con khổng lồ. Đây chính là quả cầu. Đây chính là toàn cảnh của... Let's go! Toàn cảnh của các nước. Nằm riêng này. Toàn cảnh, đấy, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Ok. Ra, ra cộng với. Nhìn nhiều hài, bị ghép vào ấy. Công, công đi ghép chưa? Mình biết các ghép ở đấy. Okay. Okay. Ôi, đây chính là mặt trăng. Mặt trăng mặt trăng ơi, mặt trăng như cái mịt. Đây, như cái mịt. Theo một ông này. Ông này nhìn giống như là lão môn. Lão môn. Ok, ok, được rồi. À, video của mình đến đây là kết thúc và hẹn gặp lại bạn sau. Bye bye. Nhớ like cho mình nha. Đăng ký kênh cho mình. Bye bye.